Từ hôm nay, ngày 15 tháng 9, các cơ quan báo chí bắt đầu đăng tải ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Hậu Giang trình diễn mô hình sản xuất gạch không nung, một trong những giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và phát thải khí nhà kính. Để được kinh doanh xăng dầu, các đơn vị phải có đến 22 loại giấy tờ, bằng cấp nghiệp vụ. Chính thủ tục rườm rà đã gây nhiều phiền hà đến hoạt động kinh doanh của nhiều cơ sở. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị, nhằm phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có sự thống nhất chung về nhận thức và hành động trong đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng qua báo chí như sau. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, một số trang báo chính thống, báo đảng bộ các tỉnh thành sẽ đăng toàn văn dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 12. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015. Ngoài việc tiếp nhận ý kiến, các trang báo cần đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch. Sau khi tổng hợp các nội dung ý kiến đóng góp, từng cơ quan báo chí sẽ tổng hợp và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 2 tháng 11 năm 2015. Để sớm triển khai văn kiện đến các tầng lớp nhân dân, vào hôm qua, trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội 12 đã được khai trương và chính thức đi vào hoạt động, gồm 11 chuyên mục bằng 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung tại địa chỉ daihoi12.dangcongsan.vn. Hôm qua, Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thành lập Đảng bộ quân sự và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ quân sự thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ quân sự thị xã Long Mỹ có 2 chi bộ trực thuộc với 28 đảng viên, 7 đồng chí nằm trong ban chấp hành. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ quân sự thị xã. Trung tá Lê Hồng Lanh, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị xã, được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng bộ quân sự. Đây là đảng bộ mới thành lập, nên trong thời gian tới, Đảng bộ quân sự thị xã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, nắm nguồn, chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016 đạt kết quả cao. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Vị Thủy cũng vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp bất thường, khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016, tiến hành công tác tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, thông qua phương án đặt tên cho 25 tuyến đường và một công trình cầu trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Quỳnh Văn Trắng, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thanh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Lê Văn Chấn do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bầu bổ sung ông Trần Văn Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vị Thủy, vào chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10 với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vị Thủy khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Chủ do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển vật liệu xây dựng không nung để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm nhiên liệu than, giảm chi phí, giảm khí phát thải nhà kính, gây hiệu ứng nhà kính và gây ô nhiễm môi trường, cũng như giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp. Vào chiều nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Hậu Giang phối hợp cùng với doanh nghiệp tư nhân Sương Lộc tổ chức hội nghị trình diễn kỹ thuật mô hình sản xuất gạch không nung.
Đây là sản phẩm mới với nguyên liệu sử dụng chính là cát, xi măng, bụi tro, nước và hóa chất tạo bọt được sản xuất theo dây chuyền hiện đại. Ưu điểm của sản phẩm này là ít tốn công lao động, thân thiện với môi trường. Sản phẩm có khả năng chịu lực cao, cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt, tiết kiệm khoảng 30% chi phí trong xây dựng. Gạch không nung có giá thành 1.200 đồng một viên, thấp hơn so với gạch nung khoảng 200 đồng mỗi viên. Qua đó góp phần từng bước hạn chế việc sử dụng gạch nung, tiết kiệm đất sét và than, giảm lượng khí thải ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ quyền lợi cho người trồng mía về trữ đường và đảm bảo nhà máy thu mua mía đúng quy định, trong ngày hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn kiểm tra tại nhà máy đường Cồn Long Mỹ Phát và dùng mía nguyên liệu Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Tại nhà máy, đoàn kiểm tra tiến hành lấy 2 mẫu mía ROC16 tại vùng mía ở Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Hiện tại, chữ đường mía đã đạt trên 10 chữ. Chất lượng năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm rồi là 0,3% do mía đủ tháng tuổi và mùa lũ về trễ nên chữ đường mía đạt chất lượng. Cũng theo đánh giá của nhà máy, từ ngày giao vụ ép mía đến nay, mía đều đạt 9 chữ đường. Riêng giống ROC16 của vùng mía nguyên liệu Phương Bình, đoàn đã đưa mẫu về phòng thí nghiệm chuyên sâu Đại học Cần Thơ phân tích, dự kiến từ 3 đến 4 ngày sẽ có kết quả. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ quá lỏng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị. Hiện tỉnh chỉ có thiết bị kiểm tra về đo lường bằng các bình đông, còn thiết bị kiểm tra chất lượng xăng dầu tại chỗ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh quản lý hiện đã hư hỏng. Do đó, đoàn kiểm tra liên ngành chỉ lấy mẫu ngẫu nhiên gửi đi kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, lực lượng quản lý thị trường lại mỏng, kinh phí hạn chế, nên mỗi đợt cao điểm chỉ kiểm tra được khoảng 30% số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Bước đầu kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ quá lỏng đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về biển hiệu, niêm yết giá đầy đủ, tập huấn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu, Bộ Khoa học Công nghệ và các đơn vị liên quan còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý dứt điểm đối với các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn lén lút hoạt động, kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, việc triển khai này trong thời gian qua lại nảy sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều cơ sở. Với 20 năm kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Văn Thảo, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh vẫn đau đáu nỗi lo về các thủ tục hành chính. Bởi theo ông, để thuận lợi trong việc kinh doanh thì có đến 22 loại giấy tờ bằng cấp nghiệp vụ liên quan, gồm nghiệp vụ kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý chất lượng đo lường. Trong khi thời hạn các loại giấy tờ này rất ngắn, chỉ 2 đến 3 năm, vừa tập huấn xong quay đi ngoảnh lại thì đã hết hạn. Cái nghề nghiệp xăng dầu thì mình phải làm, cố gắng phải làm đủ thủ tục, nhưng mà nó cũng phải gặp khó về cái vấn đề về cái nhân viên để học, rồi cái thời gian đi học, rồi cái đó là cái khó. Nhưng mà mình có khi mình không đảm bảo được, vì nếu mà đi hết thì là không người ở lại để mục vụ. Một giấy thấp nhất 3 ngày, có khi một tuần, có khi nửa tháng. Thương nhân kinh doanh xăng dầu thì phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, trong đó bao gồm nếu mà đối với lại cửa hàng bán lẻ và đại lý kinh doanh xăng dầu ấy, thì bao gồm là phải là doanh nghiệp và có đăng ký kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Còn về con người thì đối với cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kinh doanh xăng dầu, bao gồm là về nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Đối với lại cơ quan chức năng ấy, thì thông qua nhiều cái hội thảo hội nghị thì cũng đã có những cái kiến nghị để làm sao mà mình rút bớt cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện nay có hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chưa tính các cửa hàng sang chiết nhỏ lẻ. Việc rườm rà trong thủ tục hành chính đang trở thành gánh nặng đối với các doanh nghiệp. Nếu không được điều chỉnh hợp lý thì càng kiểm tra càng phát hiện lỗi vi phạm.
Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay: Hậu Giang nỗ lực chi trả hỗ trợ theo nghị định 116 cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác trong vùng đặc biệt khó khăn. 9 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông tại Hậu Giang chưa được kiềm chế so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công ở bậc tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai mô hình trường học mới tại hai điểm trường cấp trung học cơ sở là trường Trung học cơ sở Quang Diệu, thành phố Vị Thanh và trường Trung học cơ sở Trương Tấn Lập, huyện Long Mỹ. Đây là mô hình được dựa trên kết quả và thành tựu đổi mới giáo dục của quốc tế. Tuy nhiên, song hành với sự triển khai thì mô hình này lại gặp không ít khó khăn. Mục tiêu của mô hình trường học mới là đổi mới đồng bộ các hoạt động sư phạm trong nhà trường, bảo đảm cho học sinh được tự quản, tự tin trong học tập, chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng tự học và hoạt động tập thể, đồng thời thu hút gia đình và cộng đồng tích cực tham gia cùng nhà trường thực hiện chức năng giáo dục. Hiện nay, hai trường đã đi vào hoạt động một tháng, nhưng khó khăn lớn nhất là thiếu cơ sở vật chất, do không được hỗ trợ kinh phí mà tự trường phải vận động xã hội hóa. Khó khăn này phần nào đã ảnh hưởng đến tinh thần học tập của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự ngày 10 tháng 8 vừa qua, chúng tôi thông tin đến quý vị về việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, với 3 trên 5 đơn vị vừa hoàn tất chi trả giai đoạn 1. Và đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 4 trên 6 đơn vị, trong đó có một đơn vị mới là thị xã Long Mỹ, đã hoàn thành đợt chi trả này. Đây một lần nữa khẳng định nỗ lực đáng ghi nhận của tỉnh trong giải quyết thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo sự phấn khởi dành cho các đối tượng được thụ hưởng, nhất là đối với đối tượng giáo viên vừa bắt đầu năm học mới. Ngôi nhà này là nơi sinh sống của thầy Lê Văn Mộng và cô Nguyễn Thị Quanh. Các thầy và cô đều công tác tại trường Trung học cơ sở Xà Phiên, một ngôi trường thuộc diện vùng sâu khó khăn của huyện Long Mỹ. Hơn 15 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đồng lương của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình và hai con ăn học. Nhưng từ khi nhận được số tiền hỗ trợ từ Nghị định 116, như càng tiếp thêm động lực để thầy và cô yên tâm hơn trong quá trình giảng dạy. Thì thấy nhận được cái số tiền này thì nói về cái nghĩa là mình sẽ được thêm một cái khoản nữa để cộng vô cái phần thu nhập cho cái bản thân cũng như là trong gia đình, để thấy cải thiện được cái cuộc sống thì nó đỡ hơn cái trước đó. Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh có gần 1.500 đối tượng tại 7 địa phương bao gồm huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh được hưởng theo Nghị định 116. Đến thời điểm này đã có khoảng 1.100 đối tượng của 6 huyện thị được nhận tiền theo Nghị định 116 giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2014. Trong đó, huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A đã chi trả dứt điểm với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Riêng thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ đang chờ thẩm định tiến hành chi trả gần 400 đối tượng còn lại, dự kiến hoàn tất trong tháng 9. Sắp tới thì chúng tôi sẽ thành lập các tổ thẩm định cùng với phòng nội vụ và phòng tài chính để thẩm định lại lần cuối và sẽ chi trả tiếp cho 6 trường còn lại của giai đoạn là 2011 đến 2013. Dự tính là khoảng 17 tỷ trong đợt này, và khi kinh phí còn nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thẩm định để chi trả cho giai đoạn là 2014-15. Để đẩy nhanh tiến độ chi trả, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các phòng giáo dục và đơn vị liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ gần 1.000 đối tượng để chi trả giai đoạn tiếp theo, đồng thời tiến hành cân đối nguồn ngân sách sớm chuyển kinh phí về các địa phương trong thời gian tới, giúp đội ngũ giáo viên an tâm công tác.
Thưa quý vị và các bạn, được khánh thành vào tháng 9 năm 2012, sau 3 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường ô tô về trung tâm xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tuyến đường với chiều dài hơn 5 cây số được xây dựng với quy mô đường cấp 5 đồng bằng, bề rộng mặt đường 3,5 m, được trải cấp phối đá dăm, láng nhựa, nối quốc lộ 61 với tỉnh lộ 928 về trung tâm huyện. Sau 3 năm đầu tư xây dựng, tuyến đường ngày càng bong tróc, nổi sóng, tạo ra nhiều vật cản gây mất an toàn giao thông. Theo thông tin từ người dân, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, tuyến đường này đã xảy ra 4 vụ tai nạn, càng khó khăn hơn cho người dân từ các địa phương khác đến. Thưa quý vị, tại buổi sơ kết 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang tương đối ổn định. Số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm trên 10%. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ vẫn còn diễn biến phức tạp. 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 36 người. So với cùng kỳ, số vụ tương đương giảm 5 người chết, tăng 5 người bị thương. Theo đánh giá, sở dĩ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm chưa giảm là do công tác quản lý hành lang an toàn giao thông còn nhiều bất cập, việc xử lý các hành vi vi phạm chưa đủ sức giáo dục, răn đe, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông say rượu bia, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện đi lại không đúng phần đường làn đường, không đội nón bảo hiểm vẫn diễn ra thường xuyên. Trước những tồn tại này, đặt ra nhiệm vụ đối với Ban An toàn giao thông tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và hạn chế số vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Mặt khác, cần thực hiện việc đánh giá lại các mô hình về an toàn giao thông để củng cố, nâng chất sao cho hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, tiến hành xem xét và chấn chỉnh các thiết chế, bản biển về an toàn giao thông, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến đây, chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.